always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Mình là Bảo Đen đây. Và hôm nay mình cùng với Minh Minh dẫn hai người bạn của mình mới từ trên Sài Gòn đi xuống thử một quán ăn. Quán Ngon 15 tại địa chỉ là 15 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vũng Tàu. Và mình được biết rằng mình ăn ở đây khá là nhiều. Thì ở đây có những món rất là ngon và đặc sản của Vũng Tàu luôn. Chính là món bánh khọt và món đậu cá đuối. Rất là hấp dẫn. Danh tiền có hai bạn của mình thì mình dẫn hai các bạn đi ăn xem như thế nào nha. Cái hương vị của nó mình có thể thấy được mùi la quế và xả khá là thơm luôn. Mình thấy hấp dẫn quá. Có lẽ mà mình không có đợi được nữa nên mình sẽ dùng thử. Ok, vậy mọi người cùng thưởng thức đi nào. Mình cùng thưởng thức ha. Cái sở thích của em mà cá đuối là không bị hôi nữa nên là nãy giờ cũng lòng hai bát rồi. Ở đây là khá là sạch sẽ mà chế biến khá là bắt mắt, mặc dù là sang trọng vậy thôi chứ là giá cũng rất là ok. Với một nồi lẩu như vậy chỉ có 150.000 thôi, với những chỗ khác mình ăn á thì mình thấy là không ngon bằng, nhưng mà kể cả những chỗ khác cũng thêm tiền có rau củ hay là bún á cũng là cũng đồng giá 150.000 thôi. Người ta là không có để màn che nên là các bạn có thể thấy được cái cách chế biến của họ. Mọi người phục vụ ở đây rất là nhiệt tình và nhanh nhẹn. Mình mới gọi thử nồi lẩu thôi là ra liền luôn. Ở đằng sau mình có rất là nhiều khách. Thì quán ở đây là mình thấy đa số là vào cái giờ nào cũng rất là đông khách. Cho nên là về cái việc mà đảm bảo về chất lượng thì ở đây là coi như là tuyệt đối là cao. Nghe bánh khọt ra rồi. Trông bánh khọt khá là bắt mắt luôn á. Bánh tấm còn mỹ hơn bánh khọt. Đây, ở đây là gỏi đu đủ và là cho kèm thêm rồi các thứ mông. Tôm mừng và bá lửa luôn. Ok, chúng ta thử thưởng thức xem sao nha. Bánh khọt rất là giòn, nhai rất là sướng miệng. Ở trong thì mềm dẻo rất là ngon. Và cái nhân của nó thì mình có thể cảm nhận được cái mùi bùi của nước dừa, mùi từ cái bột gạo rất là ngon luôn các bạn. Cảm ơn Bảo đã chiêu đãi một mình bữa ăn bánh khọt với lẩu cá đuối ở quán 15 ngon như thế này nha. Đây là lần đầu tiên là mình ăn lẩu cá đuối với bánh khọt ngon đó chị. Mặc dù là mình đã ăn ở đây Vũng Tàu này rất là nhiều lần. Ngon đến độ không có một lời để nói để khen. Yên tâm đi, gọi thoải mái. Và với một quán ăn sang trọng, rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ như thế này, an toàn về chất lượng, kể cả về cái cách phục vụ nhanh nhẹn, hoạt bát. Và mình tin chắc rằng là khi mà các bạn vào đây thưởng thức các món ăn ở đây thì các bạn sẽ không có phải thất vọng về cái chuyện mà về ăn uống nữa. Và bên cạnh đó là không những chỉ có ba món này mà còn có rất là nhiều món đa dạng cho các bạn lựa chọn luôn. Nên là các bạn sẽ yên tâm về chuyện mà về sở thích của mỗi người khi mà chọn món nha. Và nếu mà các bạn có muốn thưởng thức tại quán này thì các bạn hãy nhớ là địa chỉ là số 15 Nguyễn Trường Tộ, tên quán là 15 Ngon. Và ok, đến bây giờ thời lượng của video cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại với các bạn ở chương trình lần sau của team 360 Hot Trải Nghiệm Việt nha. Và bye bye các bạn. Bye.